Em còn có mấy cái đó thôi, hết rồi, mấy anh mua đi nha. Ủa cái kia kìa, anh hát đưa đi dài đâu con. Cái bộ sao mà cái màu đó sao? Hai là khác, có hai tờ.
Dép này là dép Thái. Nó không vô. Cái thằng em qua. Anh Khánh. Em. Cái màu này được. Em là anh đó. Không muốn em hả? Em. Đây thằng em. Nhưng mà chuyện buôn bán đó mà buôn bán thịt. Đâu dép mà nó cũng có em với có chị nữa, nó có anh, nó có em nè ba. Mua đâu dép em, dép chị nữa. Dép này là dép gì hỏi nó coi. Dép của hãng nào sản xuất? Không có ai nói gì đâu. Thì thử ta trả lời sao chứ có gì đâu mới vui. Gặp năm không giờ ta lên phải lên. Giúp Thái tràn lan quá rồi, người là Thái lan. Đợi ai muốn, ai muốn mua thì vô tao quay phim thằng có trên mạng nha. Mua đi, tao cắt chia cho nó coi. Mua đi bà con ơi, giúp em Út nó đi ở từ bên Thái Lan nó qua nó bán ha. Giá bình dân học vụ. À, có một người nữa đó. Đôi đó, đó là giúp em đó, còn đôi giúp anh nữa nha. Cho tao mua nhiều hơn, bán hơn nó mua hết cái thùng đó luôn.
bán rẻ lợi chút xíu để người ta mua sẽ nhiều hơn. Này hả? Thục bớt nhiều tôi nói cho. Thục ta lui xuống. Đi máy bay hay là đi tàu hỏa qua vậy? Ở bên Thái Lan á, đem về đây bằng gì? Đi bằng tàu hỏa hay máy bay? Mô tô hả? Mô tô. À. Hồi nãy giờ mua được mấy tờ rồi, mấy đâu rồi ta? Ba đâu rồi phải không? Ba đâu rồi. Đó, lựa được ba đâu rồi. Tính tiền đi. Ừ. Rồi anh mua cái đôi dép ba bé đây ha anh. Phải không? Phải giúp bé không? Anh lấy tiền đi em. Để không? Hồi nãy nó cho bà mẹ hỏi thử ở đây con cái nãy con trai làm gì không? Lúc họ lấy tờ nào? Nói gì cũng. Ở đây con cái loại nãy cho không? Quảng cáo á, ý là nó nói là của nó là vô địch á, coi như là có chỉ có học, người ta nói vậy em không hiểu, có thương thì giúp. Mười tờ là trăm. Em mua đâu đi em? Ờ em mua đâu hả? Ờ rồi ha. Mười đồng hay là như đó? Thủy Tiên đang mua đâu đó nha, đó quý vị đó. Mười tờ. Mười tờ đó. Tám tờ đi. Có 8 giờ còn có 8 tờ sao? Cho nắm tay cái đi. Nắm tay cái 2 tờ. Cái đồng bà có bớt. Cái đồng bà.